Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn thực hiện xóa một cái hồ sơ ở trên phần mềm Soạn Phả. Rất nhiều người hỏi về điều đó. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể xóa một cái hồ sơ. Thì nó sẽ thực hiện như thế nào? Thì để xóa hồ sơ chúng ta có 3 phương pháp xóa. Một là chúng ta xóa một cái hồ sơ chúng ta nhập mới chưa có con cái gì. Cái thứ hai là chúng ta xóa đi một hồ sơ đã có con cái. Thì đầu tiên ta sẽ nhập thử một cái gia phả mới. Giả sử ta sẽ thêm một họ tộc mới và ta nhập một cái mới nhá. Và họ tộc này, quản lý họ tộc. Hoặc là chúng ta có thể thêm họ tộc trực tiếp vào đây. Ta thêm luôn ở đây. Ví dụ như là chúng ta thêm họ mới Việt Nam này. Ta sẽ lấy theo địa danh nhá. À cái này các bạn bật cái chế độ viết tiếng Việt lên. Luôn chọn clipboard. Rồi. Rồi, ta sẽ tạo ra một cái họ tộc này. Nếu mà chúng ta chưa thấy ra cái refresh lại cái họ tộc ở đây thì nó sẽ cập nhật danh sách lại đây. Thì trước hết là chúng ta sẽ thay đổi trường họ ở Việt Nam. Ghi. Rồi, trong Việt Nam của chúng ta sẽ có 3 miền: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, đúng không nào? Thì nếu mà chúng ta nhập trực tiếp trên này thì nó khá mất thời gian. Tôi sẽ khuyên các bạn nhập luôn trực tiếp bằng cách ấn thêm hồ sơ vào đây. Chúng ta có Việt Nam này, thêm con thì chúng ta có thể ấn F2 để thêm con. Chúng ta ấn F2 này. Đúng nào, chúng ta sẽ có Bắc Bộ này, Enter, Trung Bộ và Nam Bộ. Rồi, chúng ta đầy đủ rồi, không có vấn đề gì. Bây giờ ta sẽ nhập thử một vài cái của Bắc Bộ nhé. Bắc Bộ thì chúng ta sẽ có cái gì, ta kích đúp vào đây. Rồi, Bắc Bộ chúng ta có Tây Bắc Bộ. Đông Bắc Bộ. Đồng bằng sông Hồng. Giả sử như là vừa nãy ta nhập mà nó lại có hai cái đồng bằng sông Hồng thì sao? Bởi vì đây là cái trường hợp chúng ta rất hay gặp phải, đúng không nào? Ví dụ như là trường hợp mà chúng ta đang thêm vào nãy nhé, mà chúng ta lại thêm một cái đồng bằng sông Hồng ở đây. Đó, đi lại này. Thì ở đây chúng ta phát hiện là chúng ta đã nhập nhầm và nhiệm vụ chúng ta sẽ phải xóa đi một trong hai cái này. Thì nếu các bạn nhập trực tiếp vào đây ấy, thì các bạn thể kích đúp vào đây, các bạn ấn xóa đây này cũng được. Nhưng nếu như chúng ta muốn quay về màn hình chính để chúng ta xóa thì tôi sẽ làm thế nào? Thì đây chính là trường hợp thứ nhất. Đó là chúng ta sẽ xóa cái hồ sơ mà chúng ta nhập nhầm nhưng mà chưa có con cái gì thì ta xóa luôn. Thì ta chọn vào cái phần hồ sơ cần xóa, ta vào phần cập nhật, xóa thành viên đang xem. Các bạn cần lưu ý là ở đây nó có hai cái đồng bằng sông Hồng. Và bây giờ liệt kê ra thì các bạn lưu ý, các bạn xem thử cái thông tin nào cần xóa. Đúng không nào? Thì chúng ta kéo vào đây có thể xem chi tiết hơn một cái thì này. Xem cái ID nào lớn hơn biết ngay. Đây 08 này. Thì ta muốn xóa cái này ta làm thế nào? Ta gõ ok vào đây. Thực ra các bạn chưa nhập thông tin thì không có vấn đề gì đâu. Chấp nhận xóa. Như vậy là xong. Như vậy chúng ta đã xóa đi được cái hồ sơ đồng bằng sông Hồng. Được nào? Nhưng bây giờ giả sử như là chúng ta có cái đồng bằng sông Hồng này mà chúng ta lại có con rồi. Được không nào? Giả sử người ta thêm một cái con cho đồng bằng sông Hồng. Ví dụ như là đồng bằng sông Hồng chúng ta sẽ có là Hải Phòng, đúng không? Hải Phòng này. Rồi Thái Bình này. Rồi, ta cứ giả sử như vậy đi. Sau đó ta tiếp tục lại nhập một cái đồng bằng sông Hồng nữa. Bởi ta nhập nhầm mà. Rồi ta có hai đồng bằng sông Hồng nhé. Và cái đồng bằng sông Hồng lúc này nó sẽ có thêm một người con nữa. Ta nhập Thái Bình rồi, sẽ đến Nam Định đi. Đây nào, ghi lại này. Rồi, như vậy là bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta cần phải xóa đi cái đồng bằng sông Hồng của cái Nam Định này và đưa cái Nam Định này trở thành con của ở trên này. Bởi vì nó là ở trên này mà ta nhầm xuống đây. Vậy thì bước thứ nhất là chúng ta nên làm gì? Ta nên chuyển cái đồng bằng sông Hồng này, à là cái Nam Định này lên trên, rồi ta sẽ xóa cái thằng này đi. Vậy để chuyển thằng Nam Định ta làm thế nào? Ta có thể chọn vào cái Nam Định, ta ấn vào thay đổi bố mẹ này. Sau đó tìm cái sông Hồng. Như này, nó sẽ có cái sông Hồng thứ nhất. Hồng 8 này. 8, đây là 11 này, thì các bạn nhìn ở đây là 8 này. Đó.
thì các bạn dựa vào đây, các bạn chuyển vào đây, nhớ tìm nhé, sau đó ấn cập nhật này, nó sẽ đưa cái hồ sơ Nam Định lên trên. Lúc này chúng ta lại xóa đi cái hồ sơ có không có con. Đây này, nó đang chọn vào đồng bằng sông Hồng có 3 con nhá, thì các bạn lưu ý tôi, các bạn ấn vào xem chi tiết xóa này để nó lập ra cái cây mà chúng ta không có cái thông tin nào trong này. Nhớ nhá, đừng xóa cái này nhá. Các bạn xóa cái này nó sẽ xóa nhầm đấy, nó sẽ xóa nhầm cả cái này đi đấy. Cho nên các bạn lưu ý là chọn đúng cái hồ sơ chúng ta cần xóa. Chúng ta gọi ok. Ấn chấp nhận xóa. Rồi, thì đấy là cái trường hợp mà chúng ta xóa cái hồ sơ có một con. Thì nếu như bây giờ giả sử nữa là chúng ta lại xóa cái hồ sơ có nhiều con, tức là cái đồng bằng sông Hồng chúng ta vẫn nhập nhầm, ta lại thêm một con mới vào đây, vẫn là đồng bằng sông Hồng, nhưng đồng bằng sông Hồng này của chúng ta sẽ có nhiều con, thêm con vào đây. Thì Nam Định rồi, chúng ta sẽ đến Hà Nội. Tiếp tục, sau Hà Nội là đến Hải Dương. Ta cứ nhập 3 con nữa đi cho nó nhiều một chút. Ninh Bình. Rồi, thế thôi, ta có 3 con ở đây. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ sẽ phải cần xóa đi cái đồng bằng sông Hồng này, nhưng mà nó có 3 người con. Như vậy nếu mà chúng ta cứ bấm vào cái này và thay đổi bố mẹ thì nó rất mất thời gian. Có một cách nhanh hơn đó là các bạn chuyển 3 cái này cùng một lúc lên đây. Thì để làm như vậy chúng ta làm thế nào? Các bạn vào cập nhật này, các bạn chọn chế độ là thay đổi bố mẹ cho nhiều hồ sơ. Đó, và ta sẽ đưa lần lượt các cái. Và đầu tiên ta tìm bố mẹ đã này, ta tìm cái sông Hồng này. Thì ta sẽ tìm được cái sông Hồng đầu tiên, đây là 808 là cái đầu tiên, đây là 13 thì không phải rồi. Ta tìm cái 808 và đưa cái này là bố mẹ. Tức là ta sẽ chọn cái này là bố mẹ và ta đưa lần lượt 3 cái này lên trên. Vậy ta sẽ tìm kiếm lần lượt là Hà Nội. Hà Nội chọn là con này. Hải Dương. Hải Dương chọn là con này. Rồi Ninh Bình cũng chọn là con này. Rồi, như vậy ta sẽ chuyển 3 người con này lên đây. Thì để chuyển ta gõ ok. Ấn ghi nhận thay đổi này. Vậy là xong. Như vậy chúng ta đã chuyển được 3 người con lên trên này. Và cái này trở thành trống. Và lúc này chúng ta lại xóa thành viên. Chúng ta đừng hiểu nhầm nhé. Nó đang là cái này. Chúng ta chọn xong đây. Ấn chi tiết. Ok. Xóa. Như vậy là chúng ta sẽ đó xóa được cái hồ sơ thừa rồi. Nếu như bây giờ chúng ta mà nhập sang đây ấy, mà nếu như giả sử chúng ta muốn đưa cái Hà Nội lên trên thành anh cả, thì chúng ta làm thế nào? Thì các bạn kích đúp vào cái phần con thứ đây này, nó sẽ liệt kê cái thông tin và chúng ta có thể đưa Hà Nội lên trở thành con thứ nhất. Đây là thứ tự mới, ta ấn ghi này. Rồi, các bạn sẽ thấy là lúc này Hà Nội đã được đưa lên trên trở thành con cả. Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn xong cách để các bạn có thể xóa một cái hồ sơ trên phần một sản phẩm. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn.